Mưa rào, xin mưa rào lên đỉnh E5. Đó là câu nói cuối cùng của anh hùng liệt sĩ Lê Trần Mãn. Anh hùng Lê Trần Mãn xung phong nhập ngũ vào tháng 3 năm 1979 là một người con của vùng đất Thanh Hóa. Khi quân xâm lược Trung Quốc bành trướng tiến vào Tổ quốc, tại điểm 685 anh đã chiến đấu quả cảm cùng anh em đồng đội đẩy lui nhiều đợt phản kích của quân đội Trung Quốc. Sau khi chống trả 8 đợt phản kích của quân địch, thấy địch cắm cờ Trung Quốc tại đây, anh hùng Lê Trần Mãn cùng đồng đội liều chết mang cờ Tổ quốc lao lên giữa chiến trường khói lửa, cắm lá cờ đỏ sao vàng xuống và nhổ cờ của Trung Quốc ra. Thương vong, nhiều đạn dược cạn kiệt, quân Trung Quốc thì càng đánh càng đông, chúng xua rất nhiều quân lên vị trí E5. Trước nguy cơ bị mất cao điểm, anh đã gọi đàm về sư đoàn xin ra lệnh bắn pháo chùm lên điểm cao, chấp nhận hy sinh chung với địch chứ không thể để mất đất của Tổ quốc. Mấy chục năm đã trôi qua, những cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 153 vẫn không thể nào quên câu nói cuối cùng của anh trên tổ hợp thông tin. Mưa rào, xin mưa rào lên đỉnh E5. Các đồng chí chỉ huy đã rơi nước mắt khi ra lệnh cho dàn pháo bắn lên vị trí E5. Các chiến sĩ pháo thì vẫn còn thắc mắc, sao lại bắn vào tọa độ đó? Ở đó vẫn còn các đồng chí khác mà, ở đó vẫn còn quân ta mà, sao lại bắn pháo lên đó? Anh em biết chuyện, ai cũng vừa bắn pháo vừa khóc. Thân xác, xương máu của liệt sĩ Lê Trần Mãn cùng các liệt sĩ khác đã hòa cùng vào với kẻ thù và cũng mãi mãi hòa mình vào mảnh đất Vị Xuyên vì bảo vệ quê hương, đất nước. Người vào